hết lòng trong đời Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên tôi và đặt môi miệng tôi bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Ngài đã mở tai tôi, Chúa không đòi lễ toàn thiếu và lễ đền tội. Bây giờ con thưa này con xin đến lạy Chúa. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa. Trong cuốn sách về con muốn thực thi ý Chúa lạy Thiên Chúa của con và ghi khắc lễ luật Chúa trong lòng. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã loan truyền hội, lạy Chúa, Chúa biết rõ con chẳng hề ngậm miệng làm thinh.